Trong những năm qua, thì ngành du lịch của tỉnh Long An đã bước đầu phát triển và tạo ra những nét đặc trưng riêng trong chuỗi giá trị du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long. Farm Trip Tour Đường Sông Vàm Cỏ là một trong những chương trình nhằm thực hiện kế hoạch phục hồi, tạo điểm nhấn để phát triển du lịch năm 2022 của tỉnh Long An. Tham gia chuyến Farm Trip từ thành phố Tân An, du khách được viếng lăng mộ và đền thờ quận công Nguyễn Quỳnh Đức, tham quan công viên tượng đài Long An trung chủng kiên cường toàn dân đánh giặc. Tại đây, du khách được ôn lại lịch sử cách mạng Long An. Sau đó, di chuyển về địa bàn quyền Tân Trụ, tiếp tục tham quan trải nghiệm tại vườn nhà mình với các hoạt động thăm vườn chùm ngay, đinh lăng, dược liệu, thưởng thức các loại thức ăn, nước uống từ cây chùm ngay, cũng như tham quan mô hình sản xuất bột dinh dưỡng từ chùm ngay. Về sông nước của Long An thì anh nghĩ đó là một cái tiềm năng cần phải khai phá nhiều hơn nữa. Long An cần phải khai thác mạnh về cái tuyến đường sông, tại vì sông của Long An thì rất là đẹp và rất là thoáng mát. Về Tân Trụ, du khách sẽ được tham quan con đường hạnh phúc dài gần 2 km. Con đường được che phủ bởi hai hàng cau chua gian đường. Bên cạnh đó là những cánh đồng lúa, thanh long xanh mướt và nghỉ trưa tại homestay Tân Trụ. Đặc biệt, du khách sẽ đến viếng tham quan đền Nguyễn Trung Trực, thăm khu di tích Dàm Nhật Tảo, nơi ghi dấu chiến công hiển hách của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Trên đoạn sông ấy, ông cùng nghĩa quân đốt cháy tàu Esperance của thực dân Pháp vào năm 1961. Cuối ngày, đoàn sẽ lên phà ngắm hoàng hôn trên sông, dùng bữa tối và giao lưu đờn ca tài tử. Chương trình của Long An thì rất là tuyệt vời. Những cái tuyến điểm và những cái khu khí điểm du lịch của mình á, thì trải nghiệm rất là hợp lý. Nhất là cái con đường hạnh phúc và cái con đường cao á, du khách nếu mà có khả năng đi được cái tuyến này thì sẽ là tận hưởng được cái không gian và cái môi trường của sông nước miền Tây rất đúng chuẩn của miền Tây luôn. Hiện nay thì các cái công ty lữ hành của thành phố Hồ Chí Minh như Cao Niên, Siêu thì cũng đã tổ chức hàng tuần là thứ bảy chủ nhật là 2 tour, với lại cũng là mỗi một tour như vậy là cũng cả gần 100 khách á. Cho nên là sắp tới đây thì với cái mô hình này thì Long An cũng sẽ tiếp tục để mà phối hợp với các công ty lữ hành cũng như là các cái khu điểm du lịch, các cái cơ sở sản xuất kinh doanh cái sản phẩm du lịch nông thôn để phát triển cái tuyến tour đường sông. Long An có đủ điều kiện thuận lợi để xây dựng tour du lịch đường sông, vị trí địa lý đặc biệt gần thành phố Hồ Chí Minh giúp xây dựng tour ngắn ngày và thu hút nguồn du khách dồi dào từ đây. Tuy nhiên, Long An cũng cần khắc phục những khó khăn hạn chế về cơ sở vật chất, sản phẩm du lịch, hướng đến làm du lịch theo cách bình dị, gần gũi.